Mình xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay Vivian mình sẽ dẫn mọi người đi thăm cái khu nhà giàu không khác gì Sài Gòn. Hiện nay ở thì nó là một cái trung tâm ở Biên Hòa, đó là khu đường Võ Đại Sáu, khu D2D. Thì của hiện nay thì mình sẽ đưa mọi người đi xem ở đây, thì nó coi sự phát triển ở đây nó ra làm sao. Thì ở đây thì mình sẽ dẫn mọi người đi nhá. Đây thì đây mình đang đi trên con đường Võ Đại Sáu này, đầu đường Võ Đại Sáu. Thì cái con đường này thì vào buổi tối rồi thì khá là nhiều cái quán ăn ở nằm ở cái con đường này. Con đường này gọi là con đường ăn uống ăn chơi, nói chung là bậc nhất, không khác gì so với Sài Gòn. Thì ở đây nó có hai khu, một khu là bên DAD, bên ITO, vậy một bên đó thì là bên khu Gita. Thì ở bên chỗ bên tay trái, cái vị khu DAD, khu đấy là khu cũ, còn khu bên này khu mới. Thì đây thì cái hai bên đường này thì các cái quán nhậu này, quán hải sản làm hai cái bên đường này rất là nhiều, nên là mấy cả đủ các cái món ăn chơi ở đây. Đặc biệt đó là hiện nay thì theo mình thấy ở cái chỗ bên này phải cái vị khu D2D ấy, thì có một cái chung cư Amber nó cũng đã từ lâu rồi. Hiện nay thì nó mới xây thêm một cái chung cư Topaz. Thì hiện nay về cái chung cư ở Biên Hòa thì nó cũng khá là ít, nhưng mà nếu mà hiện nay thì so với trung tâm Biên Hòa thì cái đường Võ Đại Sáu là cái con đường trung tâm ở Biên Hòa. Đây, bên trái ở đây thì có quán những người bạn này, những ăn rồi. Đây thì nếu quý vị mà có dịp đi vào buổi tối á, thì nó khá là nhiều cái quán nhậu. Đây nó có cái gánh hầm rượu của người anh 6789 này. Thì đối với nhà hầm rượu thì có Karasin, cái quán khá là nổi tiếng và nó cũng có hầm rượu ở đây. Đó, này thì mình sẽ đi khu D2D mới này, khu D2D rồi. Bên phải có nghĩa là cái công ty DHD là chủ đầu tư của cái dự án này nhé. Đây mình đang đi trên D13, trong đây thì cũng khá nhiều cái. Rồi bên trái của đây là có một quán cà phê Highland. Khu này thì khu nhà giàu không à, đàn xe hơi không vậy. Bên này thì hiện nay thì mình thấy có khá là nhiều các cái quán nhà hàng hải sản ở đây. Bên phải của đây thì nó cũng đang là một cái đất trống, nó cũng chuẩn bị xây một số cái trung tâm hành chánh, một số cái dự án nằm đây. Rất là nhiều cái văn phòng mình thuê ở đây nhé chị. Thì thêm tới cái khu này nó quy hoạch làm một cái trung tâm hành chánh hay một số cái dịch vụ khác ở đây. Thì mình thấy là bên tay phải có gì không, thấy nhà người ta làm rất là sạch sẽ, không có ấy.
cái quán nhậu này, anh tí quán này, chưa đường đường D9 này, đi thẳng quý vị đó là ra chỗ hướng Võ Thị Sáu nhé. Bên phải quý vị đây là có một cái khu công viên này. Đây thì mình sẽ dắt mọi người đi vô khu cái chung căn hộ ở đây kìa. Đây là có cái căn hộ Amber và Tô Bát Quyên nó nằm đây luôn này. Này nó gần chỗ đây, mình sẽ dắt vô đây khu căn hộ này. Đây có Tô Bát Quyên nữa, nó làm tới đâu rồi. Đây về đây này, đây là cái căn hộ Amber Khao thì nó có từ lâu rồi này. Thì theo kế hoạch thì nó sẽ làm một con đường 60 mét nối từ chỗ dự án khu D này ra chỗ khu vườn mít vậy. Đây là đây thì nó cũng khá là nhiều cái tiện ích và thông. Ngày trước thì khu này nó khá là vắng, nhưng mà gần đây thì họ xây các cái căn hộ đây này, mấy cả dân đổ về đây rất là nhiều. Giá đây thì nó tầm 3, khoảng tầm 3 tỷ mấy thì kiếm rất là khó, 4 tỷ mấy không à. Đây là cái khu căn hộ Tô Bát Quyên này vì này gần đây thì mình thấy có rất là nhiều cái căn biệt thự được xây sẵn bán vậy này, rất là đẹp. Căn hộ Tô Bát này nó mà khi nó hình thành được cái thì nó rất là nhiều, ở đây thì nó rất là nhiều tiện ích. Căn hộ Tô Bát này là của chủ đầu tư là D2D. Mình đi một vòng để coi nhớ gì. Đây có mà là người để không? Bên này có khá nhiều các đất trống ở đây. Thì treo trên bản đồ quy hoạch thì mình thấy hiện nay ở đây thì nó sẽ xây các trung tâm hành chính này, một số cái trụ sở. Rồi đây nhưng mà biết khi nó làm đây. Bên đây nó cũng đang bị xây này gì này, đó bên đây này. Vì ông cái gì nhìn thấy cái căn hộ Tô Bát ông thấy không, nhìn nó được cắt lóc thì nó chưa cắt lóc nhưng mà nó đang trong quá trình triển khai đây, thì giá đây nó tầm 2 tỷ mấy rồi căn hộ này.
thao bán từng giai đoạn vậy. Hôm nay thì nó cũng đang khẩn trương làm để hoàn thiện bàn giao. Còn khi nào bàn giao thì mình cũng chưa có nắm được nữa. Thì nó tầm 2020 nữa. Cạnh đây nó có dự án của Amber của DED, nhưng mà Amber thì nó có một cái dở đó là xe hơi mình đa số để ngoài, không có cái hầm để xe gì. Bên phải của đây này còn đất trống khá nhiều dưới này, cái này đó thì nó cũng phải 4 tỷ mấy luôn ba. Bên đây hai bên chỗ phía kia phía guitar thì nó có 3 tỷ mấy thì có, chứ bên này nó cao. Thì nếu mà nhu cầu mà ở đây thì nó khá là hay. Tại bên đây nó có một dự án của Pegasus của cái Toàn Phát ấy, giá ở đây mà thuê nó tầm 10 mấy 20 triệu một tháng. Nếu mà đây là số chuyên gia nước ngoài, mấy người có tiền ở đây không ạ? Đây là con đường bên phải của đấy là công ty, đó là cái chung cư Amber của DAD. Bên trái này này của Tobat Win này. Ở đây thì mà thấy không, đây thì có một số cái nhà thô biệt thự cái xây sẵn để bán này. Đây mình thấy xây sẵn bán chứ không phải người dân xây nhé, xây đồng loạt giống nhau, mẫu giống nhau đấy. Khu này thì mình phải xây theo bản thiết kế. Đây có những căn biệt thự rất là đẹp, hoàn thiện rồi. Tốt Win Hoàn Ngọc Phương Đông, màu nhìn rất là đẹp ha. Đây nó, mình thấy không, nó bao gồm 18 tầng. Thì ngày khởi công là mùng 1 tháng 10 2018. Ngày hoàn thành thì là 31 tháng 7 2020. Mình nghĩ là 2020 nó sẽ xong đó. Đây là con đê đường thì đê 9 thì nó khá là rộng để kết nối từ đường 46 vào đây, thì mấy con đường này nó khá là rộng rãi đẹp. Đây các cái nhà cho thuê ở đây, hai bên này thì thấy thuê nhiều lắm nhé. Với một dự án như vậy thì mình nghĩ là nếu mà xây dạng như nhà theo mẫu nhà giống nhau như vậy thì nó rất là đẹp. Bên phía này thì nó có một cái bệnh viện ITO cũng lớn lắm vậy. Đây là cái khu mà các cái cửa hàng về quần áo này, với cái văn phòng bất động sản thì họ đa số họ thuê tại đây. Nhìn như này thì mình thấy cũng không khác gì Sài Gòn quý vị.
đây thì cũng có mấy con đường huyết mạch. Đây gọi phải quý vị, đây là cái bệnh viện ITO quý vị nhé. Đây, quay vào đây có bệnh ITO coi. Đó, đây có cái bệnh viện ITO đây quý vị này. Bệnh viện này thì hiện nay thì nó là một cái của bệnh viện Hoàn Mỹ quý vị nhé. Đây, nó nằm đây. Nó trực thuộc của bệnh viện Hoàn Mỹ. Gà nồi 3 món, ôi giời nhiều quá, bánh thủy. Đây. Thấy đây rất là nhiều cái văn phòng bất động sản. Khu ăn chơi mọi người mà đến ngoài bên về Biên Hòa thì có thể tới khu ăn chơi. Gọi là khu ăn chơi đi. Đi phố đi sống. Quán bar có này. Đều có hết. Đây này, đây cái vị đây trước mặt cái vị đó là cái tòa nhà chung cư cao tầng của Toàn Thịnh Phát nhé vị, nó gần ủy ban dân phường Tất Thắng. Thì cái tòa nhà này mình nói đó thì giá căn hộ này cũng tầm 3-4 tỷ một căn, cho thuê của nó cũng tầm 12-20 triệu tùy căn. Đây thì nó có các cái văn phòng con ra thuê bên đầu bên dưới này, ở trên thì các cái tòa nhà cho thuê. Pegasus Plaza đây. Nằm đây nhé vị, thấy tòa nhà cũng khá là đẹp đấy ha. Dọc đây là có tầng Pegasus. Đây nó có trà sữa Sencha. Xe hơi đây thì đa số mình phải để ngoài này. Thì mình chưa thấy nó tận dụng cái xe hơi đây này. Những người mà nhu cầu ở đây thì đa số để xe hơi trước này, chứ bên này thì nó không có để hầm xe hơi mấy, có thì xe máy thôi. Đây nó có cái Sencha cũng khá nổi tiếng về trà sữa. Đây nó có cái lẩu tôm lâm ri, nó cũng khá là nổi tiếng về Biên Hòa mình đó. Chào tất cả quý vị các bạn nha.